Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 9, 2019, cả nước long trọng chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày quốc khánh của dân tộc 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9, 2019. Đón Tết độc lập cũng là dịp để chúng ta một lần nữa ôn lại thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước, nhìn lại chặng đường dân tộc Việt Nam đã trải qua từ cột mốc lịch sử này để thấy được giá trị cao quý và vĩnh hằng của hai tiếng tự do và độc lập. Kỷ niệm ngày quốc khánh năm nay, nhiều hoạt động thiết thực sôi nổi đã diễn ra trên khắp mọi miền của đất nước, cùng với những thông tin cập nhật ngay sau đây. Các hoạt động mừng quốc khánh 2 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước. Những bác sĩ trắng đêm bắt bệnh cho hệ thống nước ngầm của thành phố. Công an Tiền Giang truy bắt nhóm thanh niên hỗn chiến tại bệnh viện. Kính thưa quý vị, tại thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với nhiều hoạt động phong phú khác, dự kiến vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 tối nay, quý vị sẽ được thưởng thức những màn bắn pháo hoa đẹp mắt tại đường hầm sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark và công viên văn hóa Đầm Sen. Thưa quý vị, để phục vụ chương trình bắn pháo hoa, tối nay từ 20 giờ đến 22 giờ, các phương tiện hai bánh sẽ bị cấm lưu thông ở một số tuyến đường thuộc quận 1 và quận 4. Đường Nguyễn Tất Thành, đường Tôn Đức Thắng, đường Đồng Khởi, Hải Triều, Hàm Nghi sẽ có các lộ trình thay thế. Thưa quý vị, mùa thu lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại quảng trường Ba Đình. Vào thời khắc hào hùng đó, mỗi người dân Việt Nam dù đang ở bất cứ nơi đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi. 74 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi đến ngày nay, không khí hào hùng đó đã được sống lại. Hòa chung không khí chào mừng ngày Tết độc lập của người dân Việt Nam, chị Barbara Boluka đã tự treo lá cờ đỏ sao vàng như một cách thể hiện niềm tự hào với mảnh đất mình đang sinh sống làm việc. Tôi luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Ngày quốc khánh của các bạn đã cho tôi hiểu rõ hơn về tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam. Tôi rất khâm phục người dân Việt Nam, ý chí quật cường của các bạn. Còn đối với những người trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ngày 2 tháng 9 hàng năm chính là dịp để nhớ về những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ. Tôi rất là tự hào và tôi cũng không quên được bao nhiêu những người đồng đội của tôi đã hy sinh ở trong chiến trường. Người ta nói rằng là cái ngày này là ngày khai sinh ra một đất nước, nhưng tôi thì nghĩ là không chỉ khai sinh ra một đất nước đâu, còn khai sinh ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, và nó khai sinh ra một khát vọng hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Và trong trái tim mỗi người Việt Nam, ngày 2 tháng 9 mùa thu năm 1945 chính là nguồn cội khẳng định và tiếp thêm niềm tin và sức mạnh của dân tộc và tương lai tươi đẹp. Xu hướng du lịch trong dịp lễ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay là những điểm đến không quá xa các đô thị lớn. Sapa, Hạ Long và Phú Quốc là ba trong số những địa điểm được ưa thích nhất dịp này. Đến Sapa, du khách không thể bỏ qua đỉnh Phan Xipang và núi Hàm Rồng, và lôi cuốn không kém là các danh thắng như thung lũng Mường Hoa, bản Cát Cát hay Cổng Trời. Trong khi đó, việc mở cửa sân bay Vân Đồn và khánh thành hai đường cao tốc khiến số lượng du khách đến Hạ Long ngày càng tăng lên. Với rừng thông, đồi tre và vườn sâu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang ngày càng được giới trẻ chọn lựa để check-in. Đà Nẵng liên tục nằm trong những điểm đến nội địa thu hút nhiều du khách nhất. Tiếp đến là phố cổ Hội An, Quảng Nam luôn quyến rũ du khách với vẻ bình yên và mộc mạc. Đà Lạt, Lâm Đồng chưa bao giờ là cái tên hết hot vào mỗi dịp nghỉ lễ, bởi mỗi thời điểm trong năm, Đà Lạt lại mang dáng vẻ khác nhau, kích thích sự hào hứng của du khách. Được mệnh danh hòn đảo ngọc, Phú Quốc Kiên Giang là một trong những điểm du lịch lý tưởng. Với bờ cát trắng mịt màng, ôm lấy làn nước trong xanh, đây là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn tránh khỏi sự ồn ào và tấp nập của đô thị.
Với khẩu hiệu tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt, mang hạnh phúc trọn vẹn cho những cặp đôi thanh niên công nhân và những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, sáng nay lễ cưới tập thể dành cho 100 cặp đôi đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước sự chúc phúc của nhiều người, hạnh phúc lứa đôi đã hòa cùng với niềm vui chung của đất nước trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Hoàn cảnh khó khăn hay những khiếm khuyết cơ thể đã khiến nhiều người không dám nghĩ đến một đám cưới tươm tất vui vẻ như bao người bình thường khác. Dù đã nên vợ thành chồng, đã có con, nhưng bao cặp đôi vẫn chưa có một đám cưới đàng hoàng, vẹn tròn. Dạ, hai đứa đến với nhau là năm nay nó cũng 9 năm mấy, gần 10 năm rồi đó, mà không tổ chức được cái lễ cưới do hai bên thì hoàn cảnh khó khăn hết. Mà hôm nay được chương trình này nó tổ chức vậy, trong lòng nó cảm động, xúc động, không nghĩ được ngày này luôn. Một lễ cưới đầy đủ nghi lễ truyền thống trong trang phục áo dài, 100 cặp đôi cô dâu chú rể mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn lứa đôi. Các cặp đôi được hỗ trợ trọn gói tiệc cưới, một cặp nhẫn cưới, một album hình cưới, trang phục áo dài cưới, tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và hành trình hạnh phúc sau lễ cưới. Chặng đường 12 năm của chương trình lễ cưới tập thể không chỉ đồng hành cùng niềm vui hạnh phúc cho 922 cặp, mà còn góp phần vun vén đời sống tinh thần và động viên những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn vững tin hơn trong cuộc sống. Mặc dù được dự đoán lượng khách sẽ tăng cao hôm nay khi người dân bắt đầu từ các tỉnh thành khu du lịch đổ về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng theo ghi nhận vào chiều tối nay 2 tháng 9 tại cửa ngõ phía đông thành phố, lượng xe vẫn không có dấu hiệu gia tăng đáng kể. Bến xe miền Đông đã tăng cường một số tuyến xe trọng điểm, đồng thời hợp đồng với các đơn vị khác phục vụ hành khách. Chiều nay lượng khách đổ về thành phố không đông như dự kiến, không xảy ra kẹt xe. Đến chiều và tối cùng ngày, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía đông thành phố bắt đầu tăng dần lên. Một số nút thắt giao thông quan trọng như vòng xoay quốc lộ 13, cũng chính bến xe miền Đông xuất hiện tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông do lượng xe lưu thông về đây tăng đột biến. Tuy nhiên, tình trạng này đã nhanh chóng được khắc phục. Xin chuyển qua thông tin khác. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ trưa và chiều nay 2 tháng 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão giật cấp 10. Thông tin này được Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đưa ra tại cuộc họp vào sáng nay. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thấu. Trên khu vực giữa Biển Đông, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Như vậy, hiện ở khu vực Biển Đông cùng lúc xuất hiện hai áp thấp nhiệt đới, trong đó có một áp thấp gần bờ. Dự báo từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay, tàu SAR-413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cập cảng tại thành phố Vũng Tàu, bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu để khẩn trương đưa thuyền viên người Trung Quốc bị tai nạn lao động khi đang hành trình trên vùng biển Việt Nam vào đất liền cấp cứu kịp thời. Trước đó, tàu Great Aspiration, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, đang trên đường hành trình từ Trung Quốc tới Singapore. Khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 220 hải lý về phía đông, đông nam, thì có một thuyền viên bị tai nạn lao động. Qua xác minh được biết, thuyền viên bị tai nạn tên là Wang Techiang, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc. Bị gãy xương đùi phải, hiện sức khỏe đang rất yếu, cần phải chuyển về đất liền cứu chữa. Ngay lập tức, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR-413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 khẩn cấp nhanh chóng cơ động ra vị trí khu vực tàu gặp nạn để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn thuyền viên bị nạn trên tàu Great Aspiration, đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao thuyền viên cho lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu và đại diện chủ tàu để đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. 23 giờ, khi mà hầu hết người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu say giấc, thì cũng là lúc hàng chục nhân viên của tổ dò bể ngầm thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako bắt đầu công việc của họ. Họ như là những người bác sĩ bắt bệnh cho hệ thống nước ngầm của thành phố. Mỗi người được trang bị hệ thống máy khuếch đại âm thanh Water Leak Detector chuyên dụng, mang chiếc máy trên vai. Từ người bước chậm chạp dò từng cm đường trên đường để nghe những chuyển động vọng lên từ lòng đất, giống như những bác sĩ đang bắt mạch tìm bệnh. Sau khi phát hiện điểm bể, tổ dò sẽ đánh dấu vị trí. Sáng hôm sau, đội thi công tu bổ sẽ đến sửa chữa. Việc khắc phục phải được thực hiện nhanh chóng để tránh nơi dò xỉ hình thành những bọng nước gây sụt lún nền đất. Máy khuếch đại âm thanh để mà mình nghe, mình xác định cái điểm bể. Do tính chất công việc vào giờ khuya nên nhân viên tổ dò bể ngầm cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều khi người ta cũng thắc mắc, người ta hỏi. Và có một số khách hàng thì người ta say xỉn rồi này kia. Thì
thì người ta sẽ ra, người ta kiếm chuyện, người ta gây sự với mình. Thông thường, các bác sĩ ống nước chỉ kết thúc công việc khi trời đã tờ mờ sáng sau ca làm việc kéo dài 6 giờ đồng hồ. Những nỗ lực của họ đã góp phần làm giảm thất thoát cho thành phố, cũng như đảm bảo dòng nước chảy đến từng hộ dân. Còn bây giờ, đi phượt trong rừng sâu, hai người rớt xuống sông chết và mất tích. Xe khách đang chạy trên đường thì bất ngờ bốc cháy. Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang vào tối 30 tháng 8 vừa qua. Vụ việc đã làm náo loạn khoa cấp cứu của bệnh viện, ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu và điều trị cho nhiều bệnh nhân khác. Thời gian trên, nhóm của Phan Minh Tân, 22 tuổi và Nguyễn Hồ Nhật Khánh xảy ra mâu thuẫn chuyện tiền bạc với một nhóm nam thanh niên khác ở cùng huyện. Trong lúc nói chuyện, nhóm trên bất ngờ dùng hung khí đâm Tân và Khánh gây thương tích. Đến 23 giờ cùng ngày, Tân và Khánh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang điều trị. Tại đây, Lâm xảy ra mâu thuẫn với hai đối tượng Nhật và Đạt nên tiếp tục bị đánh. Thế vậy, Tân dù bị thương vẫn đứng dậy lấy kéo của bác sĩ đâm Nhật gây thương tích. Đến sáng nay 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Ibin Roma, 38 tuổi, về trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Võ Tự, 72 tuổi, ngụ cùng xã. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng ngày 31 tháng 8, không thấy vợ con ở nhà nên Ibin đã đi đến nhiều nhà người quen trong buôn để tìm. Sẵn bực tức trong người, khi vô tình gặp ông Võ Tự đang chạy xe trên đường, Ibin bất ngờ dùng cán cuốc đánh mạnh vào đầu khiến ông Tự bất tỉnh. Chưa dừng lại, Ibin còn tiếp tục dùng cuốc bổ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Đến chiều cùng ngày, Ibin bị công an mời về làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vào khoảng 14 giờ chiều hôm qua, nhóm vượt 7 người tham gia trekking Hồ Tiên thuộc xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Không may, hai vượt thủ bị rớt xuống thác tử vong. Khu vực nhóm vượt bị nạn nằm trong rừng sâu cách quốc lộ 55 khoảng 12 km. Thời điểm xảy ra tai nạn, một bạn nữ 25 tuổi ngụ tỉnh Đồng Nai đang đứng chụp hình trên tảng đá thì ngã xuống thác. Bạn nam 21 tuổi chạy theo cứu thì cả hai đều bị rơi xuống thác và bị nước cuốn trôi. Các thành viên trong nhóm tìm được nạn nhân nữ nhưng người này đã tử vong do đầu đập vào đá. Đến trưa nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể người còn lại. Tại Bình Phước, hai công nhân đang thi công trên cao thì bất ngờ gặp tai nạn khiến cả hai bị thương nặng. Anh Lưu Văn Huấn, 34 tuổi, quê Nghệ An và anh Trần Văn Đệ, 33 tuổi, quê Cần Thơ là hai công nhân làm việc tại công trình trung tâm thương mại Sơn Phát. Trong lúc thi công, giàn giáo bất ngờ bị tuột, sập xuống khiến anh Huấn và anh Đệ rơi từ độ cao khoảng 30 mét, bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện sức khỏe anh Đệ đã ổn định, còn anh Huấn sáng nay đã được điều chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Công an thị xã Phước Long đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Khoảng 5 giờ sáng nay, Công an tỉnh Vĩnh Long mật phục, ngăn chặn và bắt giữ hàng chục thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Hàng trăm thanh niên tụ tập quốc lộ 53, đoạn thuộc xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Lực lượng công an nhanh chóng triển khai phương án chốt chặn, bắt giữ được 31 người, gồm 27 nam và 4 nữ, 28 xe mô tô cùng 1 xe ô tô. Nhóm này khai nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội Zalo, có độ tuổi từ 17 đến 24 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cũng phát hiện có hai đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an đã đưa nhóm đối tượng trên cùng tang vật về cơ quan để tiếp tục xử lý theo quy định. Một chiếc xe khách đang chạy trên đường thì bất ngờ bốc cháy. Vụ việc xảy ra sáng sớm nay tại khu vực Bến Tam Thương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, ô tô khách chạy tuyến Quảng Ngãi Đắk Nông do tài xế Nguyễn Tấn Hiếu điều khiển từ hướng Bắc vào Nam. Khi đến địa điểm ngã năm khu vực Bến Tam Thương thì xe khách bất ngờ bốc cháy. Hành khách nhanh chóng rời khỏi xe nên không xảy ra thương vong. Sau khi dập lửa, toàn bộ xe cùng nhiều hàng hóa hành lý đã bị cháy rụi. Thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trưa nay 2 tháng 9, lực lượng tìm kiếm vẫn đang tìm kiếm người mất tích trong vụ taxi lao xuống sông trên địa bàn xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân và xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ tối qua, chiếc ô tô loại 4 chỗ lưu thông theo hướng Yên Định đi Thọ Xuân. Khi đến cầu Vàng, bắc qua sông Cầu Chày thì bất ngờ lao xuống sông. Lúc này, tài xế cùng một nam thanh niên đạp cửa xe thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ một người bơi được vào bờ, còn người còn lại bị nước cuốn mất tích. Một người khác bị mắc kẹt trong xe.
nhận được thông tin, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đến hiện trường. Đến sáng nay, lực lượng tìm thấy chiếc xe dưới chân cầu vàng cùng một thi thể bên trong. Danh tính người thoát nạn sau đó được xác định là anh Lê Anh Việt, 33 tuổi. Người tử vong bị mắc kẹt trong xe là bà Nguyễn Thị Huân, 55 tuổi. Riêng tài xế taxi là anh Phùng Duy Nam, 27 tuổi, bị mất tích. Hiện công việc tìm kiếm người mất tích đang gặp khó khăn vì nước sông cầu chảy dâng cao chảy xiết. Phần thông tin cập nhật, chiều nay một tài xế trong lúc lùi xe tải về phía sau đã không làm chủ được tay lái, tông sập 4 trụ điện trong khu dân cư ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến cả khu phố náo loạn vì bị cúp điện. Sau khi xảy ra sự cố, điện lực đã có mặt để khắc phục vụ việc. Theo một số người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có phụ xe, nhưng tài xế lùi xe bất cẩn nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong chiều nay, trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 15 giờ, xe máy do 3 người đàn ông có dấu hiệu say xỉn chở nhau chạy với tốc độ cao trên đường sông Hành. Khi vừa qua khỏi giao lộ Nguyễn Ánh Thủ khoảng 1 km, xe này tông trực diện vào xe tay ga do một người phụ nữ cầm lái chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả 4 người ngã xuống đường, bất tỉnh. Cùng lúc, hai xe máy khác đi phía sau đã không kịp xử lý nên cũng tiếp tục va chạm vào hiện trường tai nạn trên. Nhận được tin báo, đội xử lý tai nạn của công an huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Vụ tai nạn đã khiến cho tình hình giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.